đô la Mỹ mua Fitbit, chính thức đối đầu Apple, thương vụ định giá Fitbit 2,1 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của hai hãng đều tăng sau thông tin này. Google sẽ trả 7,35 đô la Mỹ một cổ phiếu bằng tiền mặt. Giá cổ phiếu cao nhất của Fitbit là 51,9 đô la Mỹ vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 2015. Vụ mua bán dự kiến khép lại vào năm 2020. Sau thông báo, Giám đốc phần cứng Google Rick Osterloh viết blog giải thích vì sao vụ thâu tóm sẽ hỗ trợ tham vọng của hãng cho Wear OS, hệ điều hành Smartwatch đó là nhờ hợp tác chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia Fitbit để đem lại AI, phần mềm và phần cứng tốt nhất. Google sẽ không sử dụng dữ liệu của Fitbit cho mục đích quảng cáo. Dù vậy, nghị sĩ David Cicillin, một trong những người đứng đầu cuộc điều tra độc quyền vào Google, không thuyết phục trước Google. Ông cho rằng thương vụ sẽ giúp công ty có thêm thông tin nhạy cảm về người Mỹ. Đầu năm 2019, Google thông báo mua lại công nghệ smartwatch của Fossil với giá 40 triệu đô la Mỹ. Fossil là một trong các hãng lớn đang sản xuất smartwatch chạy Wear OS.